Hiện tại đây là cái máy lạnh Saab, thì như cái lời chị khách cái chia sẻ là sử dụng cũng gần cả 10 năm rồi quý vị. Thì cái hiện tượng của nó là bây giờ nó kém lạnh, mình đến đây với vai trò là chị giờ kiểm tra để là bảo trì, nhưng mà thực sự đi kiểm tra lại thì thấy cái lượng điều này nó không phải là bị dơ như quý vị. Mình kiểm tra lại nha, thì phát hiện ra trên cái dàn lạnh bên phía cái tay của mình đang rờ rờ đó, đó là cái dấu hiệu của dấu dầu. Thật sự đó khi kiểm tra lại nó hết hồn, nó xì đâu phải chừng đâu, cũng vài lỗ trên đó đó. Nhiệm vụ của mình bây giờ là phải tháo xuống nha, vệ sinh cho sạch sẽ nha, trong ngoài luôn, tháo xuống sau đó tiến hành hàn xì lại cái dàn lạnh. Thì đây là cục nóng làm sau khi làm xong, mình coi bị bất kỳ cái sự cố gì đó giá sửa là coi chỉ là cái dấu hiệu ra trên cái dàn nóng đó, bởi vì cái dàn nóng là bằng nhôm, cái máy lạnh Saab này là bằng nhôm. Các bạn thấy cái màu trắng trắng trên cái ống đồng của nó không, nó bị đóng tuyết đó, đó là dấu hiệu chúng ta thấy là bị mất ga rồi, thiếu ga rồi, cần phải xử lý kỹ và nạp ga mới lại nha. Mình phải quay video lại để xác định dây là 1, 2, 3 chỉ N là dây nguội, còn 1, 2 là dây điều khiển nha quý vị. Và hai cái dây xanh mình tháo rồi là dây nguồn, chút xíu mình sẽ tháo ra. Và các bạn lưu ý trước khi tiến hành lắp đặt và sau này lắp trở lại để mất, để không có tốn mất nhiều thời gian của mình á, thì chúng ta cần phải đánh dấu dây 1, 2, 3 đâu đó cho nó kỹ lưỡng, cẩn thận đàng hoàng, chứ để thôi mà vô ý vô tình mình vội vàng quá mình tháo ra cho lẹ, bắt đầu là mình sơ ý mình gắn không đúng cái thứ tự dây thì đâm ra nó sẽ gây hiện tượng bạo lỗi. Và đây là bên ngoài cái chỗ mình tháo con tán con đó quý vị, họ sử dụng cái loại mà tán 12 giảm 10 sử dụng cái cống đồng 10 đó, cái tán 12 thật sự ra đúng ra thôi, nhưng mà cái đồ đầu cũ lâu năm có sẵn rồi chứ đừng thợ luôn vô rồi luôn. Mình phải tháo ra vậy, các bạn thấy cái chén không, mình phải lấy băng keo mình chụp lại kiểu đó, cái chén nó dấu hiệu nó bị tét á đó. Nhiệm vụ của mình phải làm lại cái đó luôn nữa, làm được tất cả cái hết, lã lại hết rồi siết lại. Mình đây là lúc giai đoạn này mình chuẩn bị tháo rút cái dàn lạnh vô trong nè đó, năng là hết, tháo rút dàn lạnh vô trong hết để bắt đầu mới đem mình xử lý. Đây đây là cái dắt điện ngay trong Singapore của nó đó, thì cái dắt mình phải lưu lại hết để mà sau khi mình xử lý xì xong mình ráp dàn lại, mình phải gắn vô đúng đủ và đầy của nó tất cả cái trên bo và cho nó tiến hành test sơn.